Một tin vui trong lĩnh vực y tế trong những ngày đầu năm 2014, đó là ca ghép tủy điều trị bệnh ung thư đầu tiên được thực hiện thành công tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Thành quả này mở rộng cánh cửa giúp bệnh nhân địa bàn Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ tiếp cận với kỹ thuật mới trong điều trị ung thư, kéo dài sự sống. Cách đây 4 tháng, bệnh nhân Hoàng Thị Hằng, 22 tuổi ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành, được chẩn đoán u lympho ác tính. Sau đó, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An theo các phương pháp truyền thống, trong đó có truyền hóa chất. Cũng tại thời điểm này, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để triển khai kỹ thuật ghép tủy. Và bệnh nhân Hoàng Thị Hằng là bệnh nhân may mắn được thực hiện kỹ thuật ghép tủy xương. Sau hơn 2 tuần, với sự hỗ trợ về chuyên môn của Bệnh viện Quân đội 108, Trung tâm Huyết học Truyền máu Thành phố Hồ Chí Minh, ca ghép tủy đầu tiên đã thành công tốt đẹp. Hiện tại, bệnh nhân đang dần hồi phục sức khỏe. Trước đây cháu bị bệnh ung thư với nồi hạch hải bên cổ nhiều. Lúc đó cháu thấy mệt mỏi với lo lắng nhiều. Cháu và gia đình được giáo sư tư vấn thì cháu và gia đình rất yên tâm. Sau khoảng 2 tháng thì trong người em thấy khỏe mình bình thường. Ghép tủy là phương pháp tiên tiến, hiện đại và hiệu quả nhất trong điều trị ung thư hiện nay trên thế giới và Việt Nam. Đặc biệt đối với nhóm ung thư máu như bạch cầu cấp, mãn, suy tủy, u lympho ác tính. Thời gian ghép một ca bệnh kéo dài khoảng 4 tiếng. Người bệnh chỉ có cảm giác tương tự như đang chuyển máu nên có thể vừa ghép vừa xem TV bình thường. Thực hiện thành công cuộc ghép, người bệnh không cần sử dụng thuốc chống thải ghép. Tỷ lệ lùi bệnh sau 5 năm sẽ đạt mức 80-90%. Trong khi các phương pháp khác như phẫu thuật, hóa trị liệu hay xạ trị, mức độ thành công chỉ đạt 50-60%. Trong các cái phương pháp điều trị thì có cái hình dung là tất cả các tế bào ung thư đều xuất phát từ tế bào gốc, tế bào mầm. Đấy thì nó đi ra, nó gây ra ung thư gan, ung thư phổi, ung thư tủy và ung thư máu. Thế thì phương pháp này là phương pháp diệt tận gốc. Đấy, là làm sạch cái tế bào ung thư từ cái tế bào mầm, từ cái gốc này thì là không còn tế bào ung thư ở gốc nữa, và chúng tôi ghép cái tế bào lành tính vào bệnh nhân mọc này, thì phương pháp hiện nay là gọi là hiện đại nhất. Cho đến nay cả nước mới chỉ có 8 bệnh viện thực hiện được kỹ thuật này, chủ yếu là tuyến trung ương. Trong khi đó, lượng bệnh nhân mắc các bệnh ung thư máu không ngừng gia tăng. Theo tổng hợp của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 150 bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu có nhu cầu được ghép tế bào gốc để điều trị ung thư nhằm kéo dài sự sống. Và số bệnh nhân này đều phải chuyển tuyến trên. Đây cũng là lý do Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sớm triển khai kỹ thuật này. Sau cái thành công này thì chúng tôi thấy rằng cần phải tiếp tục là nâng cao cái chất lượng điều trị, đặc biệt là tập trung vào các kỹ thuật tuyến trung ương, kỹ thuật chuyên sâu để đảm bảo làm sao đó ngay tại Nghệ An là có thể người bệnh được hưởng thụ các kỹ thuật cao này. Như vậy là qua cái thành công bước đầu này thì chúng tôi xác định rằng đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với bệnh viện. Nó thể hiện cái bước tiến bộ về phát triển khoa học kỹ thuật với cái đội ngũ cán bộ được đào tạo và với sự ủng hộ của các cấp các ngành, thì chúng tôi cho rằng là để triển khai các kỹ thuật tiếp theo nó sẽ hết sức thuận lợi và người dân Nghệ An sẽ được hưởng thụ những kỹ thuật cao này. Và hiện nay chúng tôi có hơn 10 bệnh nhân là đang chờ đợi để được triển khai kỹ thuật tại đây. Hiện tại, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đang có 10 bệnh nhân chờ được ghép tủy. Và kỹ thuật này cũng được Bảo hiểm Y tế chi trả từ 50-70% chi phí. Do đó, một ca ghép tế bào gốc cho bệnh nhân không có bảo hiểm tốn khoảng 300-350 triệu đồng. Bệnh nhân có bảo hiểm chi trả khoảng 110-120 triệu đồng. Cùng với 8 bệnh viện khác trên cả nước đang ứng dụng công nghệ tế bào gốc trong điều trị ung thư, thành công của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã mở thêm cánh cửa cho bệnh nhân tiếp cận với kỹ thuật mới, đẩy lùi bệnh tật, kéo dài sự sống, góp phần giảm bớt khó khăn cho người bệnh và hạn chế tình trạng quá tải cho tuyến trung ương.